năm kiểu chơi đùa của bố mẹ với trẻ sơ sinh tưởng vui vẻ nhưng thực chất đẩy con vào bẫy tử thần. Tại app đặt lịch chăm sóc sức khỏe mẹ và bé ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn, đặt lịch dễ dàng, thanh toán linh hoạt, xem chi tiết dịch vụ tại bluecare.vn. Khi nuôi con, được nghe tiếng cười khanh khách của chúng mỗi ngày giống như vitamin vui vẻ, xua tan mọi mệt mỏi, stress của bố mẹ. Đó cũng là lý do tại sao không chỉ cha mẹ mà nhiều người trong nhà thường xuyên chơi đùa với bé để con bật tiếng cười. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không phải hành động đùa nghịch nào với trẻ cũng là an toàn. Dưới đây là năm kiểu chơi đùa của cha mẹ, thường gặp nhất nhưng lại gây nguy hiểm với con cái. Cù lét trẻ Trẻ con khi bị cù lét bất ngờ, thường cười khanh khách vì bị nhột. Người lớn lầm tưởng rằng con cười là chúng thích điều đó. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng không phải như vậy. Một nghiên cứu tại Đại học California năm 1997, các nhà khoa học đã phát hiện ra Cú lét không mang lại cảm giác vui vẻ thật sự. Trẻ bị cú lét nhiều khi chỉ cười theo phản xạ, và ảo giác này đánh lừa người lớn chúng ta. Khiến phụ huynh không mảy may suy nghĩ đến tác hại khi chơi trò này với trẻ. Cú lét có thể khiến trẻ bị lông ruột, khó thở. Bởi con vừa cười vừa vặn vẹo mình để tránh né cảm giác khó chịu khi bị chọc vào người. Ngoài ra, hành động đùa vui này còn khiến trẻ có thể bị thương bởi khi bị cú lét bất ngờ con khó mà kiểm soát được hành động của mình trẻ hơ tay chân lung tung dẫn đến việc bị té ngã đập đầu hoặc va và người vào cạnh bàn ghế vật sắc nhọn dễ vỡ nghiêm trọng hơn những đứa trẻ ghét kiểu đùa vui này thì sẽ bị ám ảnh bởi chúng có cảm giác bản thân vô dụng trước trò đùa của người lớn thậm chí trẻ nhỏ sẽ cảm thấy mình đang bị chân tấn con cảm thấy bị bắt nạt thay vì cảm nhận được niềm vui thường xuyên rung lắc trẻ khi muốn cưng nựng trẻ nhiều phụ huynh có thói quen bế con trên tay rồi đung đưa qua lại nhiều lần trẻ thấy được sự chuyển động thì chúng sẽ thích thú và có thể sẽ cười người lớn thấy vậy lại càng nghĩ là con thích kiểu đùa này nên càng đung đưa mạnh hơn điều này rất nguy hiểm mọi người cần phải biết hội chứng rung lắc cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ, đặc biệt là các bé dưới 6 tháng tuổi. Não của con có thể sẽ bị tổn thương vì hội chứng rung lắc. Não bộ của trẻ sơ sinh chưa phát triển nhiều, nên khi bị rung lắc mạnh hoặc quay tròn, khối não sẽ di chuyển theo quán tính vật lý. Nó có thể va đập vào hộp dẫn đến sưng phù, áp lực nội soi tăng lên và tổn thương các mạch trong não. Các tổn thương não sẽ để lại nhiều di chứng kinh lâu dài cho trẻ như trẻ chậm phát triển tinh thần, mất khả năng nói năng lưu loát, gây nguy hiểm với trẻ sơ sinh. Bây cho để trẻ cười ngặt nghẽo nhưng không ngừng nghỉ. Khi thấy con đang thích thú với một trò nào đó mà bật tiếng cười khanh khách, cha mẹ hoặc người thân của bé thường tiếp tục làm hành động này để trẻ cười ngặt nghẽo. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, để trẻ cười to liên tục trong một thời gian dài, từ 10 phút trở lên sẽ rất nguy hiểm bởi nó gây áp lực ở khoang bụng tạo sức ép lên lồng ngực khiến trẻ bị khó thở đau bụng ngoài ra tiếng cười to trong một thời gian dài cơ thể của con sẽ không được cung cấp đầy đủ oxy điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển não bộ của trẻ nếu bé cười khi ăn uống nước thì nguy cơ thức ăn và nước bị lọt vào phổi là điều hoàn toàn có thể xảy ra há miệng ném đồ ăn đây là một trò chơi nguy hiểm người lớn đứng từ xa ném đồ ăn tới rồi bé há miệng ăn để trẻ con dễ dàng bắt lấy, mọi người thường chọn những thực phẩm nhỏ, ví dụ như hạt ngô, hạt đậu phộng, bim bim. Nếu không cẩn thận, một khi thức ăn đi vào khí quản của trẻ nhỏ thì sẽ tạo thành nghẹt thở, thậm chí là tử vong gây nguy hiểm với trẻ sơ sinh. Tung bé lên cao, tung hứng trẻ khi nô đùa với con cũng là một trong những trò chơi mà người lớn hay chơi với trẻ. Được bay lên cao trong khoảng thời gian ngắn, trẻ sẽ thích thú và cười giòn giã tuy nhiên giống như rung lắc trẻ, hành động này của người lớn cũng dẫn đến nguy cơ trẻ bị hội chứng rung lắc và có thể gây tử vong cho trẻ. ngoài ra nếu chẳng may không đỡ được con, đứa trẻ sẽ rơi xuống đất. điều này đặc biệt nguy hiểm, con có thể bị thương, ngã chân tay, đập đầu xuống đất. sự an toàn của trẻ là vô cùng quan trọng. do đó thay vì mạo hiểm tính mạng của con để đổi lấy nụ cười, bố mẹ cần phải hết sức cẩn trọng cảm ơn ba mẹ đã theo dõi hết video đừng quên follow kênh để biết thêm được nhiều kiến thức bổ ích ba mẹ nhé xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau